Quý khán giả thân mến, Trại Sáng tác âm nhạc năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra 10 ngày từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ vừa bế mạc. Trại sáng tác đã tạo nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tạo đa dạng, phong phú tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, mang đậm vẻ đẹp rất riêng của vùng đất và con người miền Tây sông nước. Ca khúc nghệ thuật Miền Nam nhớ Bác kính yêu của nhạc sĩ Võ Thiên Lan, Chi hội Nhạc sĩ Quân đội phía Nam mở đầu chương trình bế mạc, báo cáo các tác phẩm tại Trại Sáng tác âm nhạc năm 2023. Cùng với tác phẩm này thì Trại Sáng tác năm nay có 19 tác phẩm mới, gồm hợp xướng, ca khúc nghệ thuật, quà tấu, thính phòng. Tiêu biểu như tam tấu số 3, Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Quảng Ninh, cây đàn guitar Nam Bộ, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Roman số 1, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Thì các tác phẩm đều có cái tính chuyên nghiệp cao, và điều đó biểu hiện ở trong cái tư duy sáng tác, ở trong việc lựa chọn các thể loại, và hơn nữa là cái bút pháp của các nhạc sĩ đã được nâng lên, đặc biệt là các nhạc sĩ ở đồng bằng sông Cửu Long thì đã có cái sự phát triển, sự chuyển mình rất là đáng ghi nhận. Nội dung tác phẩm đa dạng phong phú, ca ngợi con người văn hóa Cần Thơ nói riêng, vẻ đẹp vùng sông nước miền Tây nói chung. Qua các tác phẩm như Hoa Sóng, Chi hội Nhạc sĩ tỉnh An Giang, Ru Lại Lời Ru, Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Cà Mau. Đặc biệt là lần này có nở rộ về vấn đề nhạc khí. 19 tác phẩm có tới 6 tác phẩm là viết cho khí nhạc, làm cho cái không khí sáng tác được nở rộ hơn và đặc biệt là được học tập lẫn nhau. Ca khúc Em Gái Ninh Kiều của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây là một trong 3 ca khúc viết về Cần Thơ được sáng tác dịp này. Thông điệp chính tức là người em gái Cần Thơ rất là tình cảm, rất là chung thủy, ngồi suy nghĩ và khi viết cũng vậy, cũng suy nghĩ là phải dùng chất liệu dân ca để cho nó phổ biến rộng rãi trong khán giả. Thì cái loại nhạc này thì nó một loại chuyên nghiệp, sáng tác những bài này thứ nhất là nó đòi hỏi là những người được đào tạo bài bản, và song song vào đó là những tác giả thưởng thức cũng phải có một trình độ tương đương nữa. Thành ra nghĩ đây cũng như là một cái hướng đi rất là đúng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trại sáng tác âm nhạc 2023 tại thành phố Cần Thơ có 15 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam tham dự, đến từ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tham gia sáng tác. Đây là dịp để các tác giả giao lưu, nâng cao hơn nữa chất lượng sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, phục vụ công chúng. Các tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng sẽ được quảng bá, giới thiệu đến công chúng trong thời gian tới.